Tim xin chào quý các bạn. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2018 quý vị. Sáng nay Tim đi dạo một vòng vực ở ven biển Vũng Tàu quý vị. Ven biển Vũng Tàu. Sau này là Tim đi từ khu vực ở cái quán hải sản Gành Hào đi ngang khu vực bãi trước. Và lúc quang cảnh đường phố và biển Tàu buổi sáng sớm rất là thanh bình quý vị. Đây có cái nét hoa đào nở nè quý vị. Wow, hoa đào nở rồi. Đây là đào trên núi nè quý vị. Hoa đào nở là giống như hoa mai, hoa đào quý vị. Hoa mai, hoa đào nở là mùa xuân sắp đến quý vị. Ở đây trên núi này rất là nhiều hoa đào. Hoa bắt đầu nở đây vì hoa đầu tiên. Mùa này đi ngang cái đèo nước ngọt tại khu vực ở Long Hải rất là đẹp. Có dịp chúng sẽ đi ngang ở khu vực đèo nước ngọt. Tại vì trở lại cung đường ven biển từ bãi trước. Đây nhìn về núi nhỏ nè quý vị. Đây có những con én đang lượn buổi sáng. Và mặt biển giờ này lặng như mặt hồ luôn. Đèo nè vị. Dạ, giờ này thì Vũng Tàu mới vừa mưa xong vì đường vẫn còn nước nè, nên là rất là ít người ra đường quý vị. Wow, mặt biển rất là đẹp như mặt hồ luôn, phẳng như gương luôn. Giờ này chưa thấy ông mặt trời thức dậy nữa quý vị. Ông mặt trời như ông ngủ muộn hơn mình đó. Chỗ này là Tim đi ngang công viên bãi trước nè quý vị.
Jim xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã cùng Jim đi ngắm cảnh bãi trước tàu sáng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.